nhóm truyền thông Tây Nguyên đang có mặt tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, nơi mà một em học sinh đang theo học nhưng lại kém may mắn hơn những bạn đồng trang lứa. Em Hoàng sống tại Buôn Chiết, xã Đu Cơ Ma, huyện Cờ Rông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Hoàn cảnh gia đình thuộc hộ nghèo, kinh tế khó khăn, bố mẹ em ly hôn từ khi em còn bé, bố thì bị bệnh thận, sức khỏe yếu, hàng ngày phải đi sửa xe để kiếm tiền chạy thận. Hiện tại em Hoàng phải ở cùng ông bà nội. Ở lớp em Hoàng là một học sinh rất là ngoan ngoãn, lễ phép và thường xuyên giúp đỡ bạn bè. Mặc dù thành tích học tập của em chưa cao nhưng mà em luôn luôn có sự cố gắng và nỗ lực trong học tập. Vì biết được hoàn cảnh của gia đình em nên là cô cùng với các bạn trong lớp luôn luôn động viên, giúp đỡ em về mặt tinh thần cũng như là về mặt vật chất để cho em bớt tủi thân hơn về hoàn cảnh của mình. Con tên là Bảo Hoàng. Năm nay con 8 tuổi, học sinh lớp 3D, trường tiểu học Hoàng Văn Thụ. Báo cáo với các anh, các chị là trong cái thời kỳ bố cháu đi chạy thận thì bản thân gia đình nhà tôi, ông bà là phải nuôi cháu. Đôi khi nó thiếu thốn tình cảm của bố mẹ nó cũng khổ lắm. Nhiều khi tối đến mà ngồi xem tivi là nó cứ ngồi vào lòng bà. Nó cũng như là nó tưởng tượng là thiếu cái tình cảm của mẹ nó. Giờ hỏi nó là, ý là Bảo Hoàng sau này ở với ai thì nó bảo là chỉ có ở với ông bà với lại bố. Phát hiện bệnh ra thì từ năm Tết năm 2016. Thì sau khi phát hiện bệnh thì đi khám thì bác sĩ nói là giai đoạn cuối rồi, bây giờ phải chạy thận lọc máu. Thì lúc đấy thì nó thật, tôi thì không biết phải nghĩ làm sao, giống như trời sập thôi. Giờ vì bác sĩ nói không chữa được, bệnh này không chữa được, phải sống chung với nó mà phải chạy thận. Thì từ đó thì về thì cứ vậy thôi, buồn rồi mổ tay để chạy thận thì một thời gian sau thì giống như là tiền bạc không có thì gia đình vợ chồng cũng không được vui vẻ, vợ tìm đường ra đi chia tay. Thì lúc đó con tôi còn nhỏ 2 tuổi, dạ, thì tất cả phải nhờ ông bà nội nuôi. Thì sức khỏe của tôi lúc đó yếu lắm, lúc mới bị thận yếu lắm, đi không vững ấy. Nói chung là thời gian đó vẫn còn phải người thân đưa đi đưa về nhiều. Dạ. Thì quay lại mấy năm rồi, từ 2016 đến giờ, năm 65 rồi. Giờ thì tôi thì nói chung là tinh thần thì suy nghĩ thì đỡ rồi. Nên là tôi cũng đi ngoài thời gian chạy thận ra thì ngày nào không chạy thận thì tôi ở nhà thì tôi cũng kiếm công việc tôi làm kiếm tiền. Dạ. Ngày nào mệt thì thôi. Nói chung là công việc chính của tôi là ngày xưa còn khỏe mạnh thì tôi sửa xe. Sau này tôi vẫn sửa xe, nhưng mà sửa xe thì bây giờ thì đa số thì sửa cho người quen, anh em, bạn bè gì đó thôi. Thì ngày nào người ta biết mình là nhà thì người ta đưa tới, người ta nhờ sửa cái này cái nọ thôi. Chứ còn khách bình thường thì họ ít tới lắm. Tại vì người ta cũng không tin tưởng mình, ốm đau, sức khỏe không có, không thể làm được nữa đấy. Mong muốn của con là làm người sửa xe giống bố ạ. Con kiếm tiền nuôi bố, thế thì con sẽ nhất là người thân bỏ rồi con ạ. Gia đình trong giấc mơ con luôn mơ được về cùng với gia đình, nơi lo toan muộn phiền cho tan biến. Gia đình là vòng tay, là yêu thương. Trả lời giọng dạc như một người hiểu chuyện, nhưng ánh mắt thoáng buồn của cậu bé 8 tuổi đến từ huyện Cờ Rông Anna này lại có điều khiến chúng tôi không khỏi tò mò. Có lẽ đây chính là nhân vật mà chúng tôi đang đi tìm. Mỗi bước chân tiến dần đến điều kỳ diệu, mỗi ước mơ thì ươm mầm từ những câu chuyện nhỏ nhặt nhất, đang đón cho em lan tỏa ngọn gió yêu thương cho thế hệ trẻ Tây Nguyên. Và một cuộc họp ngay sau đó đã được diễn ra. Vào mỗi đêm trung thu, trăng sáng tỏ khắp trần gian, trẻ em lại náo nức rước đèn phá cổ.
Ở Việt Nam, từ sau khi cách mạng tháng 8 thành công, Tết Trung Thu đã thực sự trở thành Tết của thiếu nhi cả nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người luôn dành những tình cảm yêu thương và sự quan tâm sâu sắc tới các cháu thiếu niên nhi đồng. Trung thu nào người cũng có thư gửi cho các cháu với những lời thơ đầy cảm động. Trung thu trăng sáng như gương, Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng. Sau đây bác viết mấy dòng gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ nhung. Nhóm truyền thông Tây Nguyên rất vui vì hôm nay đã có mặt tại điểm trường Hoàng Văn Thụ để trao đổi về chương trình Ngọn Gió Yêu Thương với mục đích mang đến cho các em học sinh nơi đây một mùa trung thu thật là ý nghĩa. Sáng là tụi em sẽ từ đó dọn dẹp rồi chuẩn bị sân khấu, gian hàng rồi trang trí cho nó đẹp á. Xong nghỉ trưa là chiều là bắt đầu là cho các em vô chơi gian hàng, khoảng 10 cái gian hàng. Mỗi gian hàng một cái trò chơi, mỗi trò chơi thiên về trí tuệ rồi thể lực rồi khéo léo rồi nhiều cái gian hàng á. Các bạn chơi gian hàng sẽ được quà bánh. Và dù hoàn cảnh gia đình khó khăn là vậy, em Hoàng luôn phấn đấu học tập nhờ vào ý chí của chính mình và người thân. Niềm vui ấy càng được nhân đôi bởi ngày hôm nay, truyền thông Tây Nguyên mang đến và dành tặng cho em những món quà đầy bất ngờ. Tây Nguyên luôn vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân để chung tay, đóng góp và sẻ chia. Đặc biệt trong dịp lễ Tết Trung Thu năm nay, năm 2022, nhóm truyền thông Tây Nguyên đã mang đến cho trường tiểu học Hoàng Văn Thụ một làn gió mới và trao tặng cho các em những phần quà ý nghĩa nhất. Tài trợ của công ty Nguyên Phát cùng tham gia Ngọn Gió Yêu Thương mùa 3 ngày hôm nay, thì anh có cảm nghĩ gì về chương trình không ạ? Thật sự thì tôi rất vui và rất vinh hạnh khi được là nhà tài trợ để đồng hành cùng Ngọn Gió Yêu Thương mùa 3, mang những món quà ý nghĩa, mang niềm vui đến các em trong dịp Tết Trung Thu tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ. Xin cảm ơn. Cảm ơn nhóm truyền thông Tây Nguyên, nhóm đã tổ chức chương trình vui cho các em. Chắc chắn rằng chương trình sẽ lan tỏa đến tất cả mọi người và các em sẽ cố gắng học tập tốt để đạt kết quả tốt trong học tập cũng như là rèn luyện. Xin chân thành cảm ơn.